Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, dân quân thường trực, dân quân cơ động, ấp khóm đội trưởng, kiêm tiểu đội trưởng, dân quân tự vệ năm 2024. Lớp tập huấn đã triển khai một số nội dung về công tác chính trị và công tác quân sự, bao gồm các kỹ thuật như kỹ thuật chiến đấu bộ binh và điều lệnh đội ngũ. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ dân quân tự vệ nắm chắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của địa phương, từ đó nâng cao năng lực hiệu quả của công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.